Đây là màn hình Casca 9 inch lắp cho xe Toyota Fortuner đời 2018. Như các bạn có thể thấy, màn hình này có tích hợp cả SIM 4G và Wi-Fi. Sóng 4G sẽ ở với cạnh đồng hồ. Và tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái ứng dụng hay dùng. Radio. Đèn thì bác lại mấy lần. Chrome. Ai ơi, để sẵn nghe 91 hoặc 90. YouTube.